Cuối năm 1406, quân nhà Minh chia làm hai đạo theo hai hướng tiến vào nước ta. Vận mệnh đất nước Đại Ngu rơi vào thách thức lớn của sự tồn vong trước quân xâm lược mạnh. Để ứng phó với âm mưu bành trướng, triều đình nhà Hồ ra sức chuẩn bị mọi điều kiện, bố trí lực lượng canh giữ những nơi hiểm yếu, hòng chặn bước tiến của địch. Quân ta đã ở sát biên giới với Đại Ngu. Trần Húc, tướng quân hãy truyền lệnh toàn quân sáng sớm ngày mai tiến đánh Ải Phà Lũy. Sức quân ta đang mạnh, cần phải đánh nhanh, thắng nhanh, tiêu diệt toàn bộ quân nhà Hồ. Tuân lệnh tổng binh đại nhân. Còn hai người, lập tức cử người truyền hịch, yết bảng văn cho dân chúng nước Nam biết nhà Hồ đã phạm đại tội, đại quân thiên triều tới để giúp Trần tiêu diệt phản loạn Hồ Quý Ly. Tuân lệnh. Ải Pha Lũy, ngày 9 tháng 10 năm Bính Tuất 1406. Bẩm thượng hoàng, bệ hạ, quân Minh đã phá được Ải Pha Lũy. Chúng nêu chiêu bài phù Trần diệt Hồ, còn cho yết bảng văn khắp nơi để đe dọa và lừa dối dân ta nữa. Bọn chúng dùng quỷ kế như vậy, hòng khiến dân ta nao núng, giảm tinh thần chống giặc. Phải nhanh chóng tập trung quân, chặn bước tiến của địch. Gia bẩm, Trương Phụ đã chia quân theo hai hướng, một đạo theo đường Dương Giang xuống Thị Cầu. Đại quân còn lại thì vòng về phía tây, tiến xuống Tân Phúc. Có lẽ bọn chúng sẽ hợp quân với Mộc Thạnh, đồng thời tạo thế gọng kìm bao vây thành Đông Đô. Thưa Phụ Hoàng, phải nhanh chóng di dân tới bờ Nam Sông Nhi, đồng thời tăng cường phòng tuyến Đông Đô và Đa Bang để chặn giặc. Với thế mạnh như hiện nay, Trương Phụ và Mộc Thạnh sẽ nhanh chóng tiến tới Đông Đô. Tình hình hiện nay rất nguy cấp. Tả tướng quốc, đại tướng Hồ Đỗ, mỗi người chỉ huy một cánh quân thủy bộ, đi phòng ngự ở các cửa sông và các ngả đường lớn tiến vào Đông Đô. Khi giặc tới, chấm sẽ cho quân tiếp ứng. Tuân lệnh. Sau khi Trương Phụ và Mộc Thạnh hợp quân, quân Minh áp sát phòng tuyến Đa Bang, Đông Đô. Trong tình thế cấp bách và không cân sức để đối phó với quân Minh, nhà Hồ tăng cường phòng ngự ở các nơi hiểm yếu, đồng thời thực hiện kế thanh giã, hòng chặn bước tiến của địch. Theo chấm, thành Đa Bang được xây dựng kiên cố, dưới chân thành lại có hào sâu bố trí trông tre dày đặc, là nơi dễ thủ khó công giặc. Thêm nữa, chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên nhất định sẽ ồ ạt đánh vào Đông Đô. Nên tập trung lực lượng ở Đông Đô và dọc theo sông Nhị. Ở đây, chỉ cần để một số ít quân, nếu cần tăng cường binh lực, thì rút quân từ Đông Đô về ứng cứu cũng chưa muộn. Theo thần, thì dù thành Đa Bang có kiên cố, cũng cần tăng cường canh gác. Quân giặc đang thế mạnh, nếu chúng đánh úp Đa Bang, thì việc có giữ được thành hay không cũng khó mà đoán được. Huynh nói cũng phải. Huynh là tướng túc trí đa mưu của triều đình ta. Vận nước lần này trông chờ cả vào huynh. Bẩm tổng binh, chúng ta chỉ cần vượt sông Nhị là có thể chiếm Đông Đô được rồi. Trước khi xuất quân, bệ hạ đã nói: sông Phú Lương gần thành Đông Đô của giặc, chúng ắt phải cố thủ. Quân ta vào sâu trong lòng địch, khó có thể dùng lối đánh giằng dài. Nếu đến Gia Lâm muốn vượt sông, cần có đủ thuyền bè, lại phải giao tranh suốt ngày, không khỏi mệt mỏi quân lính. Chỉ bằng lúc đại binh chưa tới, cho kỵ binh bất ngờ đột kích Gia Lâm, đối ngạn với giặc. Bắt đầu có thể dùng khoảng độ 100 lính, rồi tăng lên hàng ngàn, đêm đốt lửa bắn pháo để chế ngự và lừa giặc. Còn đại quân hướng về thượng lưu sông Phú Lương, chọn nơi nước cạn, cùng với Tây Bình Hầu Mộc Thạnh họp lại cùng vượt sông, nhằm yếu tố bất ngờ nên dễ thành công. Nhưng bệ hạ cũng dụ rằng: ý chấm là như vậy, như nơi xa xôi khó tính toán chính xác, các ngươi cần phải tự mình lập mưu,
vì xưa nay kẻ dũng binh giỏi đều nhân nhược điểm của địch mà chế thắng. Theo ý mặt tướng, ta đánh thành Đa Bang trước. Nhưng thành Đa Bang khó công dễ thủ, bọn chúng lại làm hàng rào ra đến tận bờ sông. Thành đất xây cao mà dốc, dưới chân thành có hào sâu, trong hào bố trí trông tre dày đặc, ngoài hào có rất nhiều hố ngầm cắm trông để làm bẫy người. Trên thành phòng bị nghiêm ngặt, xưa nay việc đánh thành là hạ sách. Thành Đa Bang tuy kiên cố, nhưng dưới chân thành có một bãi cát rộng, bằng phẳng, có thể cho quân vượt sông, tập trung ở đó làm bàn đạp. Để đánh thành mà chiếm lấy cũng có phần dễ. Quân giặc chỉ cậy có thành này, mà chúng ta lập công cũng ở một trận này. Tướng sĩ nào trèo lên được thành trước sẽ đặc cách hậu thưởng, không câu nệ theo thứ bậc thông thường. Tiến! Cuộc càn phá ngăn chặn địch tại phòng tuyến Đa Bang Đông Đô của quân dân nhà Hồ đã gây cho quân Minh nhiều thiệt hại, song do lực lượng chênh lệch nên thành Đa Bang thất thủ. Nhân thế thắng, quân đội nhà Minh tiếp tục tấn công các tuyến phòng ngự hòng đánh chiếm Đông Đô. Tất cả ghé đây, giặc chỉ ở cách chúng ta một bức tường thành. Nếu chúng ta không cản được địch thì chúng ta sẽ mất thành, mất nước. Vận mệnh dân tộc đang nằm trong tay chúng ta. Giết! Giết! Trung quân! Bẩm tướng quân, các đạo quân ven sông đều đã tan rã rồi à? Mau hạ lệnh, tất cả lui về giữa sông Hoàng Giang. Tuân lệnh. Đi đâu? Đốt hết đi. Đốt hết. Đốt. Đốt đấy. Đốt. Có cái gì lên đó? Này nhảy lên. Còn kia kia. Nhảy lên. Nhanh lên. Nhảy lên. Hào. Chết mày. Chết mày. Chết mày. Chết đi. Đâu ở đâu? Chết đi. Hả? Tiền cửa dâu ở đâu? Cứu tôi với. Im đi. Tuy đã đánh chiếm được thành Đông Đô, nhưng quan quân nhà Hồ vẫn còn đó, nên cần phải lập kế đóng giữ lâu dài. Theo ý mặt tướng thì cần tích trữ lương thực và phân phối chức quan giữ việc để quản lý, đồng thời chiêu tập dân phiêu lưu làm sai nha chức dịch. Mặt tướng thấy kế đó của phó tướng rất hợp lý. Vậy ta giao phó tướng phụ trách mấy việc này. Tuân lệnh tướng quân. Sau khi đánh chiếm được thành Đa Bang Đông Đô, quân Minh từng bước tiến hành các chính sách nhằm tiêu diệt hoàn toàn quân đội nhà Hồ, hòng thiết lập bộ máy cai trị ở Đại Ngu.